Báo địa phương của Malaysia vừa đăng tải một video do cảnh sát Malaysia công bố trích từ camera sân bay, được cho là ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tấn công của ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur. Video này dài hơn 5 phút cho thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh, được gọi ra là ông Kim, đeo ba lô tới sân bay. Sau khi xem lịch bay, ông tiến tới quầy thủ tục. Khu vực làm thủ tục khá đông và lúc này thì xuất hiện hai người phụ nữ tiến về phía ông từ hai hướng khác nhau. Một người tóc dài ngang vai cầm một miếng vải tấn công ông Kim từ phía sau. Hình ảnh cho thấy người này trùm đầu và mặc ông Kim bằng miếng vải. Ngay sau đó thì cả hai phụ nữ này rời đi. Những người ở khu vực làm thủ tục có vẻ như không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Ông Kim sau đó đã được nhìn thấy đi tới quầy thông tin và nói chuyện với hai nhân viên. Rồi sau đó hai nhân viên này đưa ông tới gặp hai cảnh sát mặc đồng phục. Hai cảnh sát đưa ông đến bệnh viện của sân bay. Lúc này ông vẫn đi lại bình thường. Nhưng đến khi ông Kim bước vào phòng khám thì đoạn video dừng lại. Vài giờ sau thì ông được thông báo đã chết trên đường đến bệnh viện. Cho đến nay, cảnh sát Malaysia đã bắt được giữ 4 nghi can, bao gồm 2 nam và 2 nữ, trong đó có một người mang hộ chiếu Bắc Hàn. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang phát lệnh truy nã quốc tế 4 nghi can khác, được cho cũng là người Bắc Hàn.